đoán xem số mạng mậu thân, số cùng với mạng lắm lần gian truân, thìn tuất sửu mùi sinh thai, tị ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà, tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, không thì bệnh tật khổ thân sau này, đầu tiên có của chẳng an. Nhà cửa nhiều lớp giả tan đổi rời, tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, làm ăn nên cửa bằng bàn tay không. Tháng vàng phát tài, tuổi mậu thân sinh năm 1968 hãy chú ý, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch thần Phật ban lộc, đến thời giàu nhanh chóng mặt, tiền vàng ngập két, về già an nhàn hưởng phúc lộc. Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, theo tử vi phương Đông, những người sinh năm Mậu Thân 1968, dù là nam hay nữ, đều sở hữu sự thông minh và tài năng đáng nể. Họ có niềm đam mê mãnh liệt trong việc khám phá và học hỏi những điều mới mẻ, với khả năng tiếp thu nhanh và nhạy bén trong mọi tình huống. Đối với quý cô bác nữ mệnh Mậu Thân, sự kiên định và lập trường vững vàng là điểm nổi bật. Họ luôn có chính kiến riêng và giữ vững quan điểm của mình, dù có bao nhiêu tác động từ bên ngoài. Nam mệnh Mậu Thân 1968 lại nổi bật với sự thông minh, hài hước và vui tươi. Sự tò mò và ham khám phá thôi thúc họ tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Họ có tính tình dí dỏm, thích pha trò, nhưng đôi khi cũng có thể vô tình làm tổn thương người khác. Các bác nam tuổi Mậu Thân thường ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Theo giới tử vi, trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, tuổi Mậu Thân 1968 sẽ được nhiều cát tinh chiếu mệnh, xoay chuyển vận mệnh và có cơ hội đổi đời trở thành đại gia. Nếu quý vị nghe được lời nhắc mệnh này và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể gia tăng tài lộc, đổi đời giàu sang, tiền bạc dồi dào. Vậy cụ thể vận trình chi tiết sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng tới? Xin mời quý cô bác và anh chị hãy cùng theo dõi video dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, tuổi già nên quên quy luật sinh, lão, bệnh, tử càng được hiện rõ bởi y học chưa đạt đến trình độ cao. Để có thể có thứ thuốc, cải lão hoàn đồng, vậy nên hãy sống lạc quan, an nhiên tự tại, đừng nghĩ mình già. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thái độ sống của một người có ảnh hưởng rất lớn đến sự lão hóa của cơ thể, vậy nên đừng nghĩ mình già nua, chính những ý nghĩ ấy càng làm cho ta già đi nhanh chóng. Khi quên đi tuổi già thì tâm trí trở nên nhẹ nhàng, thảnh thơi, không âu lo, không bi quan, sợ hãi hay chán nản. Khi tâm thanh thản tự khắc cơ thể trở nên nhẹ nhõm, sức khỏe theo đó được cải thiện. Bởi vậy, hãy tập cho mình một lối sống lạc quan, một thái độ sống tích cực ở tuổi xế chiều, đừng sợ bệnh tật. Vì tuổi già không tránh được bệnh tật, đó là quy luật của cuộc sống và ai cũng phải chấp nhận, nhưng chấp nhận như thế nào với thái độ ra sao, đó mới là quan trọng, vậy nên ta phải an nhiên, chấp nhận với thái độ vô tâm, vô ngã. Vô tâm, vô ngã, ở đây không có nghĩa là không có tâm, vô tri, vô giác như là gỗ, mà vô tâm là không có tâm chấp trước về các sự vật, hiện tượng xảy ra theo luật vô thường của trời đất. Vô ngã là không xem thân mình là quá quan trọng, là vĩnh viễn, tuổi già thân có bệnh thì tâm càng nên an. Không nên bất ổn về mặt tâm lý, quên bệnh tật. Tin tưởng lạc quan vào cuộc sống là một trong những liều thuốc tâm lý, hỗ trợ rất tốt cho quá trình điều trị, giúp tuổi già vượt qua bệnh tật, đau ốm, sống nhẹ nhàng an nhiên hơn. Đừng nên thù hận oán giận chỉ khiến cho lòng ta bất an, đầu óc căng thẳng, lúc nào cũng bực bội. Vì chỉ nghĩ đến chuyện báo thù, chứa chấp hận thù là khổ, là phiền não trong lòng, như vậy tuổi già làm sao sống được an lạc, tự do. Già nên thời gian sống trên cõi đời này ngày một ngắn lại, vậy tại sao lại để khoảng thời gian ngắn ngủi và vô cùng quý giá ấy trôi qua trong những cảm xúc bực bội, phiền não do hận thù gây ra, thiệt, lợi, hơn, thua, phải trái, những chuyện ấy đâu còn quan trọng nữa, lúc này chỉ cần niềm vui, sự an nhiên, nhẹ nhõm của tuổi già mới là điều đáng quý nhất, cho nên chuyện gì đã qua thì hãy để nó trôi qua, buông bỏ được thì buông bỏ hết, suy cho cùng quên hận thù là để cuộc sống tuổi già mãi bình yên, thanh thản. Đừng bỏ quên người bạn đời, khi về già ta càng cần có một cuộc sống vợ chồng bên nhau, tục ngữ có câu, tổ vàng, tổ bạc, không bằng tổ ấm gia đình. Tuổi già chẳng có gì hạnh phúc bằng có một mái ấm gia đình với người chồng, người vợ đi bên nhau cho đến hết cuộc đời, bởi lúc này nhu cầu về vật chất không còn quan trọng nữa, khi về già chỉ khao khát một cuộc sống tinh thần thoải mái, những bữa cơm quây quần, sum họp vợ chồng, những lời trò chuyện hỏi han tâm sự ấy mới là điều người già cần nhất. Cho nên chẳng có hạnh phúc nào bằng hai vợ chồng được sống chính trong ngôi nhà của mình. Nhỏ hay to cũng là của mình, thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, muốn làm gì thì làm, mời ai đến chơi thì mời, chẳng phiền hà gì đến con cháu.
Trước tiên hãy cùng điểm qua vận mệnh cuộc đời của cô bác tuổi Mậu Thân 1968. Tuổi Mậu Thân có cái tính cách sẽ không thỏa hiệp, không thay đổi, không biến chuyển, đã tin thế nào sẽ mãi tin thế đấy, họ ghét món gì thì chẳng bao giờ ăn lại. Họ thích món gì ở đâu thì dù cứ ăn món đấy ở tứ xứ cũng không bằng hương vị thân quen. Họ cho là đúng thì họ tin là đúng, họ nghĩ là sai thì họ đoán định là sai. Không cần lý do, không cần thanh minh biện hộ, ngang ngược và cứng cỏi, có tính cùn và bảo thủ ở trong tâm, vì cái tính cách mạnh như vậy. Nên nhiều lúc khi Mậu Thân đã quyết định một cái gì đó, dù biết là sai, họ sẽ vẫn cố chấp đi cùng quyết định đó đến cuối tận cùng. Người ta thì kiểu đâm lao phải theo lao, còn Mậu Thân 1968 thì kiểu đâm lao thì lao theo nhất là bét, mặc kệ, không kế hoạch, không tính toán, không ngần ngại, không lo xa, miễn là nó thỏa những điều ta mong muốn, miễn là nó chọn cho một gốc cháy bỏng của tâm hồn. Thực ra việc kiên trì với lựa chọn của bản thân vốn không có gì sai cả, sai là ở chỗ đường đời của tuổi Mậu Thân 1968, nhiều khi vì cái kiểu bất chấp mà lao tới, kiên định mà thực hiện sẽ khiến cho họ bỏ lỡ những thời cơ tốt đẹp vì những thứ không ra gì, điển hình là trong chuyện tình cảm. Tuổi Mậu Thân thường là người thua vì những con người, những lựa chọn, biết là không tốt nhưng vẫn cứ không ngừng tin tưởng, không ngừng hy vọng, chân tâm thật tính có thể chuyển rời được càn khôn. Cái sai lớn nhất khiến cuộc đời Mậu Thân rạng rỡ sẽ luôn là cái sai trong chuyện tình cảm, hết lòng vì người không xứng đáng, đâm đầu vào những cánh cửa tuyệt vọng chẳng có lối ra. Cái sai này mua thêm cho Mậu Thân vài năm vất vả, vài năm phí hoài thanh xuân tuổi trẻ, để cuộc đời ngang dọc, đủ phiền muộn suy tư. Cái sai thứ hai của Mậu Thân là cái sai trong công việc. Họ có tài, có trình độ, nhanh nhạy, sắc sảo và nhiều sự hiểu biết, nhưng họ thiếu đi sự chuyên chú, hay cả thèm chóng chán hoặc quá sáng tạo mà đứng núi này trông chờ núi kia. Họ cũng không chịu thỏa hiệp, không chịu cúi người mà hòa vào môi trường công việc. Hoa hậu thân thiện không phải là cái tên dành cho Mậu Thân 1968. Với cái tôi mạnh mẽ và tâm thái kiên định, ngứa mắt thì sẵn sàng bộc lộ, ghét bỏ thì sẵn sàng nghỉ khỏe không giao lưu, nên cũng sẽ lắm kẻ thù địch, lắm chuyện thị phi, hoặc những người ngứa mắt nghĩ Mậu Thân thích thể hiện. Khi họ làm những công việc tự do, họ như chim được về với trời cao, như cá được vẫy vùng nơi biển rộng. Họ thỏa sức làm, thỏa sức ước, những tưởng sẽ sớm thành công, sẽ lắm thành tựu, thì đùng một cái lại bỏ dở ngang xương, vì cho chính bản thân nhâm thân hơi thiếu trách nhiệm, ít tính toán sâu xa, ít kế hoạch dài hơi trường kỳ đầy đủ, nên cũng thiếu kiên nhẫn đi đến cuối con đường họ lựa chọn, lại thêm bản tính hoang tàn, tiêu pha không sổ sách. Bao nhiêu nằm làm lụng đếm lại trả để được mấy đồng, thực tế cái chất cứng đầu trời sinh, Mậu Thân có biết nhưng không sửa được, giống như ăn đồ Thái mà bỏ cay, ăn phở không có quẩy, ăn mì gõ không có thịt, ăn bánh mì trứng mà không có trứng. Cái tính ngang bướng đấy của Mậu Thân là cái chất ăn vào máu, thấm vào thịt, khắc đậm ở trong xương. Nên bảo họ thay đổi, chẳng thà tin tưởng, mặt trời mọc ở đằng Tây, vì họ không thay đổi, họ sẽ luôn làm điều mà họ muốn ở thời điểm hiện tại. Nó có thể sai khi tương lai nhìn lại, nhưng lại là đúng, ở thời điểm quyết định được đưa ra. Vậy nên nhâm thân sẽ mãi cứ như vậy, sẽ luôn ngứa mắt con nào, thằng nào đó mà chẳng có lý do, sẽ luôn thẳng thắn mà bộc lộ cảm xúc, bộc trực mà thể hiện bản thân, sẽ luôn làm điều mà mình mong muốn, tận hứng cho sự mình tin tưởng, sẽ luôn đối diện với thị phi, gánh nặng với miệng đời, ức chế với những điều đúng đắn tưởng như cơ bản, nhưng tụi củ chuối lại bảo thủ chẳng chịu nhìn nhận ra. Mậu Thân sẽ luôn ngứa mồm, sẽ luôn bênh vực người yếu, bảo vệ người ngay, chiến đấu cho công lý hoặc những sự phải trái mà họ tin tưởng. Họ sẽ không lựa chọn im lặng, để mặc kệ những điều chứng tai gai mắt hoành hoành ở khắp nơi, là một cuộc đời nhiều góc độ thú vị, lắm trải nghiệm nhân sinh, lắm thăng trầm giáng bổng. Mậu Thân hãy cứ nhớ, đời có thể quật ta, trời có thể làm khó ta, đất có thể làm mệt mỏi ta, nhân tâm nhân tính có thể khiến ta muộn phiền chán nản. Nhưng Mậu Thân sẽ luôn kiên cường và luôn cứng cỏi, luôn chói sáng và rực rỡ, tích cực và hăng say, nhiệt huyết chạy theo điều mình tin tưởng, phấn đấu quên mình cho những điều mà mình muốn mong. Cái cuộc đời rực rỡ ấy hiện đang đi vào nốt lặng, chán nản muộn phiền vì sự oái oăm của trần thế, của thời cuộc. Hãy cứ chán đi nhưng đừng quá lâu, mệt quá thì nhắm mắt lại ngủ một cơn, rồi lại nhớ lại mình là ai, mình muốn là ai, mình mong thành người thế nào, tự thành ra sao. Hãy tích cực và lạc quan yêu đời và tin tưởng, mệnh thuận ta thì ta bước, mệnh nghịch ý ta muốn thì ta xoay chuyển vạn sự xung quanh. Vậy nên chớ có chán nản, có người thì đức năng thắng số, có người thì nhân định thắng thiên. Với Mậu Thân tâm họ chuyển tất cảnh chuyển, chuyển cảnh rồi vạn sự lại bình hòa an yên, vì nguồn nội lực thay đổi thời cuộc họ đã có sẵn ở trong người. Tất cả họ cần làm chỉ là cười to một tiếng và rồi hãy mạnh dạn mà chiến đi. Mậu Thân là bản mệnh muốn gì thì phải lăn ra mà làm, cần gì phải nỗ lực mà chiến, giỏi thì được nhiều, không giỏi thì được ít,
nên ngoài lựa chọn kiên cường mà tiến, bền bỉ mà bước thì chẳng còn lựa chọn nào khác để cuộc đời được thăng hoa. Nếu bỏ cuộc để đi đường dễ hoặc nằm giải để sự tự thành đã không nằm trong sự lựa chọn, thì ngại ngần gì mà không tự mài sắc kiếm, chém đông dẹp bắc, chặt phá hết những vướng bận trên đường đời, rồi tự mình bước vào tòa lâu đài mà bản thân mình muốn mong. Thường ở đời người ta sẽ sợ bạn khi thấy bạn sắp giàu hơn họ, sẽ nghĩ đời bạn dễ dàng và không nhìn nhận những nỗ lực nhiệt huyết mà bạn trao đi. Họ cứ nằm dài và so sánh, lười nhác và tị nạnh. Một việc bạn làm sai, họ sẽ lật đi lật lại cả 100.000 lần nữa. 1.000 việc bạn làm đúng, họ sẽ luôn bảo bạn làm màu, còn bản chất vẫn y nguyên. Nếu có cơ hội, hãy thoát khỏi những con người đấy. Nếu có cơ hội, hãy mỉm cười với những con người đấy, thay vì bực tức, thay vì ấm ức, hay thấy phiền hà. Khi bạn bị thị phi, chứng tỏ bạn đang bỏ lại những người đấy ở sau lưng lưng trên con đường tìm kiếm thành công rồi, và họ nói xấu bạn ở đúng vị trí mà trời định. Thế sao bạn có vậy thôi? Thỉnh thoảng bạn thấy buồn khi đưa ra một quyết định gì đó, điều đó không có nghĩa là đấy là một quyết định sai. Bạn buồn vì cái tính cầu toàn bên trong bạn hiểu, bản thân sẽ bắt buộc phải chịu một số khuyết thiếu khi đi theo cái quyết định, làm theo sự lựa chọn này. Nhất là sẽ phải bỏ lại một vài người, rơi rụng dần trên con đường bạn leo lên đỉnh nhân sinh, và giai đoạn sắp tới sẽ có rất nhiều lần bạn cảm giác như vậy. Mậu thân biết không, có một câu chuyện thế này, rằng trong một ngôi làng, có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn tế để cầu mưa, hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ. Duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi mưa, đấy được gọi là niềm tin tuyệt đối. Tôi từng rất thích cái sự tự tin tuyệt đối của Kiếm Phong Kim. Tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn ta sẽ làm được, chỉ cần ta thích ắt vũ trụ sẽ vần xoay mà chung sức giúp ta một tay. Tôi từng rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của Kiếm Phong Kim. Mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít, nhưng tôi biết sâu ở bên trong một Kiếm Phong Kim luôn có sự tin vào cái bất phàm của chính mình. Nên trong đoạn này hãy chăm chỉ hết sức, hãy nỗ lực hết mình, hãy tìm lại niềm tin rồi kiên tâm mà tiến bước. Đây là một đoạn quan trọng, một đoạn phân hóa cuộc đời bạn thành tầm thường hay được như bản thân bạn mong muốn, nên xin bạn hãy cố hết mình. Để có một đời bất hối, cháy nhiệt tình để có một sự thành tựu thăng hoa, và hãy nhớ trong cuộc đời bạn, chưa bao giờ bạn cố hết mình vì một điều gì cả. Thì nay tại sao không thử, dùng cái bất phàm ẩn chứa mà trời ban, sau đấy cố hết mình xây dựng một điều gì đó, khiến bản thân mình lẫn người đời phải trầm trồ si mê. Tiếp theo, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết vận trình trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch nhé. Tử vi tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng, trong tháng bản mệnh, vận trình tổng quan của người tuổi Mậu Thân khá ảm đạm, tinh thần xuống dốc, nhiều lúc bạn có cảm giác lực bất tòng tâm, làm gì cũng chúc chắc bất thuận, chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng, vì thế mà mệnh chủ suy nghĩ tiêu cực, dễ nản chí, lười biếng, than thân trách phận, không chịu cố gắng, cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo bạn sẽ trượt dốc dài dài. May mắn trong tháng có Thiên Vu Cát Tinh kịp thời hỗ trợ, luôn đi theo và nhắc nhở bản mệnh tập trung tinh thần cao độ vào công việc, chuyện học hành thi cử nên kết quả cũng không đến nỗi tồi. Với những ai tham vọng không ngừng nỗ lực vươn lên thì vẫn có thể gặt hái được thành quả nhất định. Về công danh, sự nghiệp. Về sự nghiệp, xem tử vi phương Đông, bước sang tháng 6 tháng 7 âm lịch, cũng là tháng bản mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân giảm sút rõ rệt. Công việc vấp váp trở ngại, liên tục xảy ra những sự cố bất ngờ mang tính khách quan, dù thuộc hàng thông minh, lanh lợi và có phản ứng nhanh nhạy. Những chú khỉ vẫn phải một phen lao đao vì va vấp trong công việc, bản mệnh đã nỗ lực hết mình trong khẩu khắc phục, nhưng kết quả cuối cùng chưa thực sự ưng ý. Tinh thần làm việc xuống dốc, có bạn còn nảy sinh tâm lý chán trường, làm việc không tập trung dẫn tới phạm sai lầm, không được cấp trên đánh giá cao. Thậm chí có bản mệnh hăng hái khởi nghiệp, tập tành kinh doanh, buôn bán, nhưng chỉ hứng khởi lúc ban đầu, khi nhìn thấy khó khăn lập tức chùn bước, chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Vận khí kém sắc là một phần, cái chính bản mệnh lười nhác, không chịu cố gắng nên cảm thấy mọi thứ khó khăn muôn phần. Khi thất bại đừng vội đổ tội cho hoàn cảnh, trái lại hãy xem xét lại chính mình. Khi chưa thực sự cố gắng, chưa dám hết mình với việc đang làm, bạn đừng nghĩ tới thành công, bởi thành công chỉ đến với những ai dám làm dám chịu, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng mà thôi. So với một vài con giáp khác, có lẽ bạn còn may mắn hơn khi được Thiên Vu Cát Tinh kịp thời hỗ trợ, giải vây bạn trong một số tình huống xấu, giúp bạn chuyển hung thành cát, vẫn có thể gặt hái kết quả không tồi, như vậy cũng may mắn lắm rồi. Trong tháng cô hồn, âm khí vượng, người ta quan niệm không nên tiến hành những việc quan trọng như mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác làm ăn. Dù thực hư chuyện này ra sao chưa ai dám chắc,
nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhắc nhở bản mệnh thận trọng trong công việc, tránh phạm sai lầm đáng tiếc. Về tài lộc, so với tháng trước, vận trình tài lộc tháng 6, tháng 7 âm lịch của người tuổi Thân giảm sút, nguồn thu chính chững lại. Trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ, mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Những ai đã lập gia đình có vợ có chồng san sẻ cũng đỡ đi phần nào. Người độc thân, nhất là nữ mệnh, thân cô thế cô nơi phương gia lập nghiệp, tiền lương chỉ gọi là đủ để trang trải cuộc sống, không đến mức dư giả để có thể thỏa mãn hoàn toàn những thú vui như du lịch, mua sắm, làm đẹp. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc, tinh thần làm việc thiếu tập trung, lại bị chi phối bởi chuyện tình cảm, cũng như ảnh hưởng sức khỏe, bản mệnh khó tập trung làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không thành, thậm chí mất mát tiền của. Theo dõi tử vi hàng ngày thường xuyên để liên tục cập nhật những biến động trong vận trình tài lộc, từ đó chủ động tìm cách ứng phó. Dưới sự tác động của thái tuế, con đường kinh doanh kiếm tiền làm giàu của tuổi Thân bị ngáng trở, phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh, cần thận trọng khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèo, đừng để sai một ly đi một dặm, không kiểm soát chặt chẽ tiểu tiết rất dễ phạm sai lầm lớn. Thái tuế còn khiến cái tôi bướng bỉnh, bảo thủ của tuổi Thân bộc phát, làm việc dựa theo cảm tính chủ quan, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, đã đi sai hướng lại càng thêm sai, khó mà quay trở về như cũ, nếu có về được cũng phải xuất phát từ điểm ban đầu, bao nỗ lực trước đó coi như đổ xuống sông, xuống biển. Một số chi phí sinh hoạt trong tháng tăng, nhất là việc đi lại, bản mệnh có thể phải xuất hành xa, đi công tác, đi thăm người thân, tham dự lễ cưới bạn bè ở xa. Đi lại tốn kém đã ngốn không ít tiền của bạn, những lúc này cần nhất là khoản dự phòng, trong khi đó tuổi Thân lại ít khi tích lũy có bao nhiêu tiêu xài bấy nhiêu, đúng là rơi vào thế bí. Về sức khỏe, sang tháng Canh Thân Nguyệt lệnh bệnh ở Mậu Thổ, hứng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là phương diện sức khỏe, tuy tuổi Thân không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng những bệnh theo mùa thì khó tránh. Sang Tết Lập Thu cũng là lúc giao mùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, nhất là các bệnh có thể lây nhiễm qua đường hô hấp như cảm cúm, sốt virus, đau mắt đỏ, cần hạn chế tới những nơi đông người, đồng thời nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức dẫn tới sức đề kháng giảm sút, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Tình cảm, tinh thần là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, vì vậy ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi luyện tập thể thao đều đặn, bản mệnh cũng nên tự tạo cho mình môi trường sống vui vẻ, lạc quan, không nghĩ ngợi quá nhiều, việc gì có thể nói ra với người khác, hãy chủ động chia sẻ, đừng một mình gánh chịu tất cả, có như vậy tinh thần mới vui vẻ, sức khỏe mới được cải thiện. Lưu ý, trong tháng 6, tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, âm khí vượng, những ai có cơ thể yếu nhược, nhất là phụ nữ có thai nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối muộn và sáng sớm, tránh bị nhiễm hàn khí âm khí. Tử vi tháng 8 âm lịch. Coi tử vi phương Đông, sang tháng Tân Dậu, công việc của người tuổi Thân có chuyển biến tích cực, khó khăn sớm được khắc phục nhờ thiên vu hỗ trợ, nhưng để tạo bước đột phá vẫn không phải chuyện dễ dàng. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chủ yếu là chính tài, lợi cho người làm công ăn lương, thứ tài khó phát, kinh doanh buôn bán gọi là túc tắc, chưa sự khởi sắc, đầu tư mạo hiểm lại càng không có lợi, nên cân nhắc trước khi tiến hành. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực nhờ nguyệt lệnh ủng hộ, bách việt đào hoa trợ lực, tình cảm vợ chồng hài hòa. Có thể đón tin vui về chuyện con cái, như con thi đỗ giải cao, được đi du học hoặc sinh thêm con. Người độc thân, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện yêu đương sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới, có sức khỏe là có tất cả, tháng này người tuổi Thân được chi tháng trường sinh, thể lực cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Về sự nghiệp, xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp với người tuổi Thân trong tháng 8 năm 2023 âm lịch này, bản mệnh có thiên vu cát tinh hỗ trợ công việc tiến triển thuận lợi, mưu sự dễ thành, mọi khó khăn hay khúc mắc đều sớm được giải quyết ổn thỏa. Tinh thần làm việc của người tuổi Thân ngày càng hăng say, bản mệnh xông xáo, chủ động nhận trách nhiệm lớn về mình, theo đó mà được lãnh đạo ngợi khen, cấp dưới phục tùng, uy tín ngày càng được củng cố. Trong tháng Tân Kim Mộc Dục ở Thân, báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương, mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc, theo đó quý nhân vượng, khó khăn có người hỗ trợ, không lo đơn thương độc mã gánh vác công việc. Cũng theo lịch vạn niên, tháng 8 năm 2024 âm lịch có dấu hiệu thăng tiến, tăng lương dành cho công chức, nhân viên văn phòng hãy chủ động nắm bắt. Về tài lộc, xem tử vi 2024, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Thân cũng khởi sắc rõ rệt, thu nhập chủ yếu vẫn là từ chính tài, lợi cho người làm công ăn lương.
Còn thứ tài trái ngược, không những khó vượng mà còn gặp trở lực, có thể gây ra hiện tượng phá tài vì đầu tư kinh doanh không hợp thời. Nhìn chung, tuổi Thân ít khi gặp may về tiền bạc nên không thể trông chờ vào trò may rủi đỏ đen. Mọi thứ bản mệnh có được ngày hôm nay đều dựa vào chính khả năng và sự phấn đấu của mình mà có. Nếu có thể dựa dẫm đó chỉ có thể là bố mẹ, người thân trong gia đình. Về phong thủy, phi tinh tháng có bát bạch đồng cung ở hướng đông nam. Đây được coi là khu vực tụ tài khí nên đặt một vài đồng tiền xu. Hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dụ tài lộc vào nhà, thúc đẩy kinh doanh thuận lợi, tài lộc tấn tới. Về sức khỏe, trong tháng này nguyệt lệnh lâm tử, sức khỏe của người tuổi Thân có phần bị ảnh hưởng, bản mệnh cần phải lưu ý để chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt. Đừng suy nghĩ lo lắng quá nhiều mà có hại đến bản thân, nên có chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh và điều độ. Năng tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng để không bị bệnh tật ghé thăm. Quý bản mệnh tuổi Mậu Thân thân mến, trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, muốn nếu kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Trong phần cuối video ngày hôm nay hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe câu chuyện cuộc sống sau đây để tiết chế cơn nóng giận của chính mình nhé. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo, cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng âm ý một hồi, cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn. Cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình. Sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết? Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi. Tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm gì được đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không? Xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Qua câu chuyện trên chúng ta đều thấy được, sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế. Vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau, người ta nên bình thản mà sống. Khỏe mạnh hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Vâng, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.